Hi, xin chào tất cả các bạn đã trở lại Trọng Phát Channel. Thì hôm nay mình cái quạt này là cái quạt hơi nước nha các bạn. Thì mình sẽ độ chế nó thành quạt tích điện 12V nha các bạn. Mình sẽ tháo ra và chế lại các bạn nó xem. Let's go. Thì nó nguyên bản nó là quạt hơi nước nha các bạn. Bây giờ bắt đầu mình tháo mặt với motor quạt nè các bạn. Mình sẽ hai cái motor này thành motor máy photocopy các bạn, với gắn bình vô nha các bạn. Mình bỏ bên đó mình rửa nha bạn. Mình cắt mình giấu vậy có gì mất mình giấu lại thôi. Đó là mình đi cửa được cái phần nhỏ này nha các bạn. Xin chào các bạn, thì hôm trước mình đợi cái bo mạch điều khiển cái motor của ô tô này về mình sẽ làm tiếp nha các bạn. Này bo về rồi, bắt đầu giờ mình gắn cái này vô đây nha các bạn. Thì mình sẽ làm dấu nha các bạn, mình làm dấu rồi mình sẽ khoan rồi bắt cái này vô đây nha các bạn. Bắt cái motor này vô cái khung của quạt nha các bạn.
Ok, thì bắt đầu mình khoan nha các bạn. Thì mình cái lỗ của motor thì 5 ly, mình khoan lỗ 4 ly các bạn. Mình cắt cái lần không cần thiết này nha mày. Cái quạt này là quạt nhỏ nên mình mới vừa cắt ngắn cái trục lại nha các bạn. Rồi mình bắt cái đây luôn. Thì sau khi mình khoan lỗ giờ bắt đầu mình bắt ốc vô nha các bạn. Thì phần motor mình làm xong rồi, bắt đầu mình gắn cánh quạt vô nha các bạn. Các bạn gắn sao mà nó không cọ vô cái hành là được rồi. Các bạn cọc đi gốc lại cho nó gọn nha mày. Rồi bằng motor giờ nó xong rồi, bắt đầu mình ráp cái vòng ở trên rồi mình gắn phần điện ở dưới là ok nha mày.
Thì cái hộp này phiên bản của nó là nó đã đổ nước vô đây nha các bạn. Giờ mình sẽ khoan một lỗ ở đây, mình truyền dây này xuống. Dây này vừa sử dụng nguồn mà sạc luôn nha các bạn. Thì mình truyền xuống đây, có gì mình không sạc nữa mình lấy dây mình dọn bỏ đây luôn nha các bạn. Các bạn rút cái này rút để khi mà mình có dịch lấy nó không bị đứt nha các bạn. Mình rút các bạn không, mình giật nó cũng sao các bạn. Chỉ điện đi, mình sạc xong mình bỏ lên xếp luôn. Ok các bạn, cái tiền làm lộn ở trong hết luôn nha bạn. Hàng ngạch sạc bệnh luôn nha các bạn. Số đồng mình hàng 2 giây vô bình để sạc nha các bạn. Sau khi mình nấu dây sạc bình rồi mình nấu 3 dây pha với dây nguồn nha các bạn. Mới gửi mặt gì hết vậy?
giờ bắt ốc nữa là xong nha bạn.